Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng vốn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Nissan Amara phiên bản 2022 ạ. Chiếc xe Nissan Amara nó sẽ có hai phiên bản cho lựa chọn là bản số tự động bản cao cấp và số tự động bản tiêu chuẩn ạ. Khi mở sang tháng 7 này, hai phiên bản này đang có chương trình khuyến mại như nào thì phép giới thiệu cho em cách chi tiết cụ thể ạ. Còn nếu chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên đến giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok xin phép được đi vào vấn đề chính ạ Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Lisan Amara bản số tự động bản tiêu chuẩn ạ Với giá miết của chiếc xe này đang là 539 triệu ạ Sang tháng 7 này thì đại lý chúng em đang bán cho anh em bây giờ đang là 534 triệu ạ tức là giảm giá cho anh em là 5 triệu tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe Nissan Amara bản số tự động bản tiêu chuẩn này năm mươi nội đang là 621 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 200 triệu tròn ạ. Còn là tỉnh thì đang là 592 triệu. Trả góp thì đang là 171 triệu ạ. Còn là tỉnh áp thuế 12% thì đang là 603 triệu. Trả góp thì là 182 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 610 triệu. Trả góp thì đang là 189 triệu ạ. Còn muốn giá tốt hơn hay khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bài như nào thì anh hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe tổng bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất ngành như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại sao quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để lại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho mạng. Ok, tiếp theo giới thiệu cho về một chiếc xe Nissan Amara bản uh, số tự động bản cao cấp ạ. Nó sẽ là bản cao cấp nhất của dòng xe Nissan Amara anh em nhé. Với giá biết của chiếc xe này đang là 595 triệu Sang tháng 7 này Thì đại lý chúng em đang bán cho anh em Giá đang là 590 triệu ạ Tức là giảm giá cho anh em là 5 triệu tiền mặt đấy ạ Vậy thì chiếc xe Nissan Almera Bản uh, cao cấp này 5.000 nội đang là 684 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 219 triệu Còn đặt tỉnh thì đang là 654 triệu Trả góp thì là 189 triệu ạ còn ở tỉnh áp thuế trăm thì đang là 665 triệu. Trả góp thì đang là 200 triệu tròn ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 672 triệu. Trả góp thì đang là 207 triệu ạ. Sau có 7 tỉnh áp thuế trăm đó chính là Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn Na, Quảng Ninh, Hải Phòng và Cần Thơ ạ. Ok, vậy do này đã giới thiệu cho em về phần giá xe ạ tổng bánh chương trình khuyến mại cho cả hai phiên bản của chiếc xe Lexus Amara phiên bản 2022 rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này xin phép em sẽ dừng vào đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Lexus cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Lexus, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe thị trưởng Nam để cho em sơ lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn nếu chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok xin phép em sẽ dừng giờ đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này kìa ạ.